Kính thưa quý vị, tàu Trung Quốc hung hãn đâm hỏng 8 tàu chấp pháp Việt Nam. Ngày 24 tháng 5, Trung Quốc tăng tàu ở khu vực giàn khoan trái phép, cản phá quyết liệt từ vòng ngoài. Tàu của Việt Nam tiến vào đến 3,7 hải lý, nhưng tàu Trung Quốc đâm va, phun nước làm 8 tàu chấp pháp của Việt Nam bị hỏng, 3 kiểm ngư bị thương nhẹ. Theo thông tin mới nhất vào chiều ngày 24 tháng 5, từ Cục Kiểm ngư tàu Trung Quốc, tại hiện trường giàn khoan Hải Dương 9 tháng 1 có 127 tàu, tăng 5 tàu, bao gồm 44 tàu hải cảnh, 18 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 50 tàu cá và 1 tàu chiến. Có 4 máy bay bay nhiều vòng trên khu vực lực lượng Việt Nam hoạt động ở tầm cao từ 300 cho đến 500 mét. Tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc đã được đưa ra giàn khoan, neo ở phía đông nam đảo Tri Tôn và được ẩn giấu kỹ hơn trước. Báo chí trong nước loan tải rằng tàu kiểm ngư Việt Nam theo nhóm đồng loạt cơ động, kiên trì đấu tranh, tiến vào gần và áp sát giàn khoan ở khoảng 5,5 cho đến 6,5 hải lý để tuyên truyền, có lúc đã áp sát giàn khoan ở khoảng cách là 3,7 hải lý. Tàu hải cảnh, hải giám, tàu kéo, tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc phản ứng mạnh, quyết liệt, tăng tốc độ ngăn cản và tăng phạm vi ngăn cản hơn những ngày trước, ngăn cản ngay ở phạm vi cách giàn khoan 10 cho đến 12 hải lý. Trung Quốc bố trí tàu kéo, tàu cá vỏ sắt đâm pha, phun nước nhằm chia cắt, cản phá đội hình tàu Việt Nam, làm 8 tàu chấp pháp của Việt Nam bị hỏng trang thiết bị ghe nhìn, anten, phần vỏ bị móp méo, 3 kiểm ngư bị thương nhẹ. Như vậy, tính đến nay đã có 12 kiểm ngư viên bị thương. Cục kiểm ngư nhận định, Trung Quốc đã phản ứng mạnh và nguy hiểm hơn khi Việt Nam tiến vào sâu trong khu vực giàn khoan.